Xin chào các quý ông tuổi Ất Mão. Chúc các quý ông tuổi Ất Mão bước sang năm Quý Mão 2023 vui vẻ gặp nhiều may mắn, thành công. Sau đây mời các quý ông đón xem tử vi chi tiết chính xác nhất về tuổi của mình trong năm 2023 về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tháng, mời các quý ông cùng theo dõi. Tử vi tuổi Ất Mão những người sinh năm 1975, trong năm 2023, năm mạng. Tổng quan Trong năm Quý Mão 2023, vận trình tuổi Ất Mão nam mạng không mấy khả quan. Nguyên nhân do phạm phải năm tuổi, năm này nam tuổi Ất Mão 1975, gặp hạn toán tận và sao thái bạch chiếu mạng, điều này tác động rất xấu đến vận số của quý ông trong năm này. Ngoài ra trong năm còn có nhiều hung tinh đà kích lại thiếu các tinh trợ mệnh để giải trừ hung tinh, cho nên vận số lành ít giữ nhiều. Hai phương diện chịu tổn thất nặng nhất là sự nghiệp và sức khỏe, đề nghị tuổi này cần mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa. Trong năm 2023, quý ông tuổi Ất Mão 49 tuổi, đây là năm tuổi của bổn mạng, là năm gặp phải nhiều gian nan, sóng gió trùng trùng. Không phải đơn thuần mà người xưa lại có câu cửa miệng, 49 chưa qua, năm ba lại tới. Như vậy ta có thể hình dung đây là một năm đại hạn đổi với nam tuổi ất mão, vượt qua được năm này có thể coi là may mắn với quý ông tuổi này. Về phương diện sự nghiệp của tuổi ất mão, năm mạng, năm 2023. Tử vi tuổi ất mão 1975 trong năm 2023 năm mạng dự báo, vận trình sự nghiệp của những người tuổi này trong năm 2023 rất tệ. Sự nghiệp vướng phải nhiều chuyện bất lợi. Có thể xuất hiện đối thủ cạnh tranh lớn, nhiều dự định không thu về được kết quả như ý điều này khiến bản mệnh dễ sinh ra lo lắng bồn chồn nhưng chỉ cần bạn giữ tâm thế bình tĩnh kiên nhẫn chờ thời cơ làm việc gì cũng phải thận trọng thì mọi chuyện sẽ thành càng về cuối năm càng thuận lợi công việc phát triển như mong đợi bên cạnh đó người tuổi này cũng có thể tranh thủ thời gian này để học hỏi thêm những kiến thức kỹ năng mới mở rộng các mối quan hệ xã giao sẽ giúp ích cho việc hợp tác làm ăn đây sẽ là tiền đề giúp quý bạn phát triển sự nghiệp của mình hơn nữa về phương diện tài lộc của tuổi Ất Mão, nam mạng năm 2023. Sự tác động của sao Thái Bạch, Thái Tuế và các hung tinh ngăn trở làm cho bản mệnh có thể đối mặt với nguy cơ thất thoát tiền bạc bởi những vấn đề phát sinh khó có thể lường trước, con đường phát tài của bản mệnh việc kiếm tiền trở nên khó khăn bởi kinh doanh không thuận lợi, hàng hóa có phần ế ẩm do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Tuy nhiên với nam tuổi Ất Mão, nhờ biết tích lũy cho nên tài lộc của nam tuổi này tương đối ổn định trong năm 2023. Vì vậy, với nam tuổi Ất Mão cần biết cách quản lý chi tiêu hợp lý, hạn chế chi tiêu cho những thứ không cần thiết, việc tiêu dùng có kế hoạch cũng khiến bạn cân đối được mức thu chi của mình, không chi tiêu vượt quá mức cho phép mà có thể liệu cơm gắp mắm để có cuộc sống no đủ, tránh nỗi lo nợ nần. Đồng thời cần có một khoản tiền tiết kiệm dành riêng cho những trường hợp cấp bách. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh cho vay tiền hoặc hồn vốn đầu tư lớn trong năm này. Tử vi cho thấy năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, bản mệnh đừng nên ỷ vào sự khôn ngoan ứng xử khéo léo để khởi mưu cầu. Cho dù bạn tài ba, đoạt được thành công cũng chỉ là tạm thời, ẩn tàng phía sau sẽ là họa hại, khó khăn gấp bội, nên bạn cần mọi sự cần cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao kẻo lại rước họa vào thân. Về phương diện tình cảm của tuổi Ất Mão, những người sinh năm 1975 trong năm 2023. Vận trình tình cảm trong năm thì nằm ở mức trung bình mặc dù đây là năm tuổi của bạn nhưng bạn không chịu có tác động nhiều từ hung tinh đến vận trình tình cảm vì vậy tuổi ất mão chỉ cần yên tâm đối xử với nửa kia thật tốt là được trong quan hệ vợ chồng cả hai thường xuyên vun đắp tình cảm dành nhiều thời gian để chia sẻ và thấu hiểu cho nhau có một người bạn đời đồng hành mọi thử thách đều vượt qua một cách dễ dàng ngoài ra quý ông có thể xem tuổi vợ chồng hợp hay khác nhau để tìm cách hóa giải đem đến sự hạnh phúc cho gia đình nhưng xét cho cùng, năm 2023 lắm chắc trở tuổi ất mão nên dành nhiều tâm sức hơn cho việc kiếm tiền và chăm lo cuộc sống. Chuyện yêu đương, muốn đi thêm bước nữa vẫn nên thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Về phương diện sức khỏe của nam tuổi ất mão, những người sinh năm 1975, trong năm 2023. Do áp lực công việc nên tuổi ất mão hay mất ngủ, ngủ không đủ giấc thường xuyên nạp vào cơ thể những chất gây hại cho sức khỏe. Điều này khiến cả thể chất và tinh thần của nam mạng ất mão bị ảnh hưởng xấu, dễ dẫn đến các bệnh về máu huyết và đường tiêu hóa. Vì vậy, nam tuổi ất mão cần thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, có chế độ ăn uống và nghỉ ngơi khoa học đồng thời giữ tinh thần luôn trong trạng thái thoải mái, vui vẻ. Để vượt qua được năm tuổi của bổn mạng, tức là năm 49 tuổi. Người tuổi ất mão, nam mạng, cần phải đặc biệt chú ý đến hạn toán tận cùng với sao thái bạch chiếu mệnh, và hạn trực thái tuế nam tuổi Ất Mão sinh năm 1975, trong năm 2023 gặp hạn toán tận. Hạn toán tận chủ về tiền bạc, cẩn thận hao tài, tán lộc. Khi đi đường nếu mang theo nhiều tiền bạc, trang sức đắt giá dễ gặp cướp, có thể dẫn tới vong mạng. Nếu khai thác lâm sản hoặc hùm hạt thì sẽ gặp tai nạn, vậy cũng không nên. Muốn tìm hiểu hạn toán tận tốt hay xấu ra sao, chúng ta không thể bỏ qua một câu thơ diễn nghĩa về hạn toán tận như sau. Toán tận vẫn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy, hạn toán tận rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng, ứng phó, nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm tính mạng. Những dạng tai nạn đột ngột này có thể kể đến như tai nạn giao thông, tai nạn sông nước, tai nạn lao động, máy móc, thương tích do ẩu đà, hay bệnh huyết áp cao, tai biến, đột quỵ theo những tài liệu rất đáng tin cậy về hạn toán tận thì hạn này được ghi chép như sau hạn toán tận thường bị hao tốn tài sản lớn cũng có thể bị cảm mạo trúng gió bị cướp giật gặp tai nạn bất ngờ như tai nạn giao thông lao động hoặc ẩu đả thương tích kẻ xấu hãm hại căn cứ vào tính chất của hạn này ta có thể đánh giá hạn này là một hạn lớn thiệt hại nặng nề về tài sản tiền bạc sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng tai nạn bất ngờ có thể xảy ra so với những hạn khác thường chỉ hao tốn tiền hoặc có hạn chỉ bị bệnh nhẹ mà thôi nam tuổi ất mão trong năm này cần chú ý năm điều sau đây cần kiên cữ để vượt qua hạn toán tận thứ nhất tuyệt đối không mang nhiều tiền bạc của cải khi đi đường dù cho là đi làm ăn đi chơi đi du lịch hay bất cứ đâu như vậy không những tránh được hạn cướp bóc giảm hao tài mà còn không bị nguy hiểm tới sức khỏe cũng như tính mạng của mình và mọi người trong gia đình thứ hai trong làm ăn thì tuyệt đối không thực hiện những việc liên quan đến lâm sản tốt nhất là không nên chung vốn làm ăn kẻo sẽ bị tai nạn cũng sẽ bị tiêu hao tiền bạc sức khỏe Thứ ba, luôn luôn cẩn trọng trước mọi việc, vì năm nay sẽ có tai họa ập đến bất ngờ. Không nên xem thường bất cứ nguy cơ nào cả. Thứ tư, không uống rượu bia khi tham gia giao thông hoặc làm các công việc liên quan tới máy móc nguy hiểm. Nếu công việc của các bạn thuộc lĩnh vực nguy hiểm thì cần đề phòng tai nạn lao động, nên sử dụng bảo hộ lao động và cẩn thận khi tham gia giao thông. Thứ năm, hạn chế đến những nơi rừng thiêng nước độc cũng là một cách giải hạn toán tận. Hạn chế ra khỏi nhà lúc mưa nắng thất thường, đề phòng bị cảm mạo, hay bệnh tật, trúng gió ngoài những cách giải hạn toán tận kể trên những người gặp hạn này nên tu nhân tích đức trau rồi đạo đức phẩm hạnh làm nhiều việc thiện nếu có điều kiện nên ủng hộ quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ tốt siêng năng chu đáo trong việc lễ bái tổ tiên đi đền chùa lễ thần phật cầu bình an khỏe mạnh vì trong cuộc sống sức mạnh vô hình từ thế giới tâm linh vô cùng linh thiêng mạnh mẽ những việc trên sẽ được tổ tiên thần phật chứng giám che chở độ trì bảo vệ sự bình an và mang lại may mắn đây cũng là cách giải hạn toán tận rất được chú trọng nam tuổi ất mão năm 2023, chịu ảnh hưởng bởi sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Kim Tinh, là một hung tinh mạnh nhất trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Người bị sao Thái Bạch chiếu mạng trong năm sẽ hao tốn nhiều tiền của, ốm đau, công việc làm ăn lận đận, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng. Người ăn ở mất âm đức khi gặp sao Thái Bạch còn bị họa lớn hơn bởi Kim Tinh là hung tinh chủ về hung vận kim tinh còn được gọi là chiều dương tinh, ánh trăng bị che mờ thì mưu sự khó thành, hôn nhân cưới gà đều có hạn, sử dụng tiền tài cần chú ý tiểu nhân. Người gặp sao thái bạch ví như ánh trăng xuyên qua đám mây vậy, nghĩa là vận trình rất tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ, ngay cả ánh trăng cũng bị che mờ nên cuộc sống u tối, thường xuyên gặp trở ngại, không phát huy được hết năng lực của bản thân. Trong khi đó người này lại có xu hướng khép kín nên mọi người xung quanh thấy khó lại gần. Nếu bản mệnh vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. Nhìn chung, dân gian quan niệm rằng để giảm bớt các vận hạn do sao thái bạch chiếu mạng thì cần phải cúng giải hạn sao thái bạch hàng tháng. Sao thái bạch kỵ nhất là vào tháng 2, tháng 5, tháng 8 âm lịch và nên kiêng kỵ màu trắng quanh năm. Cần chú ý kiêng kỵ vì dễ mắc các bệnh về nội tạng. Ngoài ra, sau này thuộc hành kim nên các bệnh liên quan đến hô hấp, xương khớp, thương tích và tai nạn giao thông dễ xảy ra. Cúng sao giải hạn, thời gian cúng giải hạn sao Thái Bạch vào 18 giờ đến 20 giờ ngày 15 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 15 tháng 1 âm lịch, hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Lưu ý để việc làm lễ cúng giải hạn được tiến hành suôn sẻ thì trong nhà nên treo nhiều đồ vật cắt tường, cầu may hay dùng trang sức đá quý như đá núi lửa, thạch an đen. Nam tuổi Ất Mão vào năm 2023 sẽ phạm vào Trực Thái Tuế. Trực Thái Tuế tuổi con giáp của bản thân tương trùng với Thái Tuế Lưu Niên. Vào những năm này, gia chủ sẽ rất dễ buồn bực ốm đau, bệnh tật liên miên. Cách hóa giải Trực Thái Tuế, nên ít đến những nơi có tăng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động vui vẻ hay các tiệc mừng. Ngoài ra có thể đeo những đồ trang sức có ba con giáp thuộc Tam hợp sẽ giúp hóa nguy thành an. Ví dụ như người tuổi Mão thì cần đeo đồ trang sức có mang ba hình con giáp lợn, mèo, dê có bốn điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua được hạn trực thái tuế đối với nam tuổi ất mão. Thứ nhất, hạn chế đi đám ma, đám hiếu. Không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa. Dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành thứ hai không đến nơi hoang vu hẻo lánh vì theo thuyết âm dương chỗ nào càng vắng vẻ heo hút âm khí càng nhiều không tốt cho người phạm thái tuế thứ ba không tiến hành chuyện lớn chuyện đại sự tốt nhất nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia thiên thời địa lợi nhân hòa Thứ tư, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng, giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để vay mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Tử vi 2023 tuổi Ất Mão 1975 năm mạng làm nhà năm Quý Mão 2023 có tốt không? Để biết quý bạn sinh năm 1975 làm nhà năm 2023 được không thì mời các bạn xem bảng dưới đây. Tam tai. Người tuổi Ất Mão cần tránh các năm tam tai, tỵ, ngọ, mùi, năm làm nhà 2023 quý Mão. Theo cách tính thì gia chủ 1975 Ất Mão sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Kim Lâu. Năm 2023 quý Mão, gia chủ 49 tuổi tuổi mụ, theo cách tính này gia chủ sẽ không phạm Kim Lâu. Hoàng Ốc. Năm nay tuổi của bạn là Nhất Cát không phạm hoang ốc. Nhất Cát đây là cung đầu tiên và cũng là cung tốt nhất trong 6 cung hoang ốc. Nhưng năm này là năm tuổi của bồn mạng, cũng không nên làm nhà, sửa nhà. Tử Từ Vi từng tháng theo âm lịch của Nam tuổi Ất Mão, những người sinh năm 1975, trong năm quý Mão 2023. Tháng 1 âm lịch 2023 của tuổi Ất Mão, Nam Mạng. Dự đoán vận trình tháng 1 năm 2023 âm lịch cho gia chủ ất Mão 1975 nam mạng. Xét về mệnh, tháng 1 âm lịch thuộc hành Thủy, Bình Hòa Thủy. Xét về thiên can, tháng 1 âm lịch thuộc Giáp tương sinh ất. Xét về địa chi, tháng 1 âm lịch thuộc dần, Bình Hòa Mão. Tổng quan tháng 1 năm 2023 âm lịch tháng riêng đầu năm ất Mão 1975 nam mạng vui xuân cùng gia đình. Về tình cảm bạn luôn thấy thoải mái và vui vẻ trong tháng này về tiền bạc bạn sẽ chi tiêu nhiều nhưng cũng gặp may mắn về tiền bạc về phương diện công việc làm ăn bạn không nên suy nghĩ nhiều để tránh bị stress công việc đã có sự an bài bởi vậy bạn cứ thuận theo tự nhiên không nên tạo áp lực cho mình về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng cũng cần chú ý đến chế độ ăn uống để luôn đảm bảo sức khỏe cho mình tuổi ất mão nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình trong tháng này để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u uất Đồng thời, bạn cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm thái tuế trong năm 2023, để vận trình cả năm trở nên hanh thông, giảm bớt điểm xấu hơn. Bước sang tháng 2 âm lịch của nam tuổi Ất Mão, trong năm 2023. Xét về mệnh, tháng 2 âm lịch thuộc hành thủy bình hòa thủy. Xét về thiên can, tháng 2 âm lịch thuộc Ất tương sinh Ất. Xét về địa chi, tháng 2 âm lịch thuộc Mão tam hợp Mão tổng quan tháng 2 năm 2023 âm lịch tháng 2 ất mão 1975 nam mạng khởi đầu công việc không mấy thuận lợi, dù có tam hợp nhưng dẫn đến tam tai, mão mão tử hình, tiểu nhân ngăn trở, mọi sự khó thành, mưu cầu về tiền bạc chưa được như ý. Về tình cảm, các cặp đôi vẫn duy trì tình cảm bình ổn, không có gì biến động. Có điều bạn có thể sẽ cảm thấy đôi chút nhàm chán khi mà không có sự tăng nhiệt hay thay đổi gì đáng mong chờ, chỉ là hai người ở bên nhau đã lâu, không có nhu cầu thay đổi nữa. Về tiền bạc, vấn đề tài chính vốn chẳng dễ dàng giải quyết, con giáp này cần phải xem xét lại các phương án dự phòng của mình để có cách đối phó hiệu quả nhất. Về phương diện công việc làm ăn, tháng này là tháng tuổi của bổn mạng, thái tuế ngăn trở, việc làm ăn không được may mắn cho lắm, có sự dối rắm kinh doanh buôn bán không được như ý. Về sức khỏe, thì gia chủ 1975 nam mạng tháng này sức khỏe cơ bản ổn định, cẩn thận đề phòng bệnh cũ tái phát. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2023 của tuổi Ất Mão, Nam Mạng. Xét về mệnh, tháng 3 âm lịch thuộc hành thổ tương khắc thủy. Xét về thiên can, tháng 3 âm lịch thuộc Bính tương sinh ất. Xét về địa chi, tháng 3 âm lịch thuộc Thìn lục hại Mão. Tổng quan tháng 3 năm 2023 âm lịch tháng 3 ất Mão 1975 năm mạng công việc khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới, cũng như được quý nhân giúp sức. Về tình cảm, bạn mở rộng các mối quan hệ và bạn luôn cảm thấy tự tin, thích giao thiệp bạn bè trong tháng này. Về tiền bạc, bạn có vận may về tiền bạc một tháng nhiều may mắn đến với bạn. Về phương diện công việc làm ăn, công việc của bạn gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân giúp sức. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều dễ gặp tai nạn. Tháng 4 âm lịch năm 2023 của tuổi Ất Mão, Nam Mạng. Xét về mệnh, tháng 4 âm lịch thuộc hành thổ tương khắc thủy. Xét về thiên can, tháng 4 âm lịch thuộc đinh tương sinh Ất. Xét về địa chi, tháng 4 âm lịch thuộc tỵ Bình Hòa Mão. Tổng quan tháng 4 năm 2023 âm lịch tháng 4 Ất Mão 1975 năm mạng công việc khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới cũng như được quý nhân giúp sức. Về tình cảm, các mối quan hệ của bạn đều tốt nhưng cần chú ý quan tâm gia đình nhiều hơn. Về tiền bạc, tháng này công việc nhiều, bạn cần cố gắng sẽ sẽ gặt hái được kinh tế cho gia đình, thu nhập trung bình. Về phương diện công việc làm ăn, công việc nhiều nếu không sắp xếp hợp lý bạn sẽ gặp áp lực. Hãy cân bằng giữa cuộc sống và công việc hiện tại. Về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều dễ gặp tai nạn. Tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Ất Mão, năm Mạng. Xét về mệnh tháng 5 âm lịch thuộc hành Hỏa tương khắc Thủy. Xét về thiên can, tháng 5 âm lịch thuộc Mậu Bình Hòa Ất. Xét về địa chi, tháng 5 âm lịch thuộc Ngọ tứ hành xung Mão. Tổng quan tháng 5 năm 2023 âm lịch tháng 5 Ất Mão 1975 năm mạng công việc tạo cho bạn nhiều áp lực nhưng bạn luôn biết cách xử lý mọi việc một cách tốt nhất. Hãy tập trung phát triển bản thân nhiều hơn để mọi khó khăn chỉ là chuyện nhỏ đối với bạn. Về tình cảm, bạn sẽ có nhiều tranh luận từ đồng nghiệp, gia đình. Bạn nên nhẫn nhịn và quan tâm tới mọi người xung quanh nhiều hơn để tạo thiện cảm từ đó gia tăng sức ảnh hưởng của bạn. Về tiền bạc, tháng này sẽ không tốt về tài chính. Mọi dự định đầu tư kinh doanh, đầu tư tài chính bạn nên cẩn trọng tránh đầu tư không thu lại kết quả như mong đợi. Về phương diện công việc làm ăn bạn bận rộn với công việc hiện tại nhưng không được như ý muốn. Bạn nên tạo cho mình tính kiên trì và thực hiện kế hoạch, mục tiêu đề ra một cách bài bản hơn. Về sức khỏe, đôi lúc bạn sẽ cảm thấy stress nhiều. Bởi vậy hãy rèn luyện tâm trí mạnh mẽ hơn và nên tham gia hoạt động thể thao nào đó để nâng cao sức khỏe. Tháng 6, âm lịch năm 2023 của tuổi Ất Mão, Nam Mạng. Xét về mệnh, tháng 6, âm lịch thuộc hành hòa tương khắc thủy. Xét về thiên can, tháng 6, âm lịch thuộc kỷ, bình hòa ất. Xét về địa chi, tháng 6, âm lịch thuộc mùi, tam hợp mão. Tổng quan tháng 6 năm 2023 âm lịch tháng 6 ất mão 1975 năm mạng công việc ổn định, bạn cần tập trung để phát triển nghề nghiệp của mình lên một tầm cao mới. Về tình cảm, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè xung quanh về tiền bạc tháng này kinh tế bạn phát triển hãy cố gắng trau dồi kiến thức thực tiến nhiều hơn để nâng cao năng lực bản thân để phát triển kinh tế cho bản thân sau này về phương diện công việc làm ăn công việc đã đi vào ổn định bạn cần tập trung làm từ việc nhỏ trước việc lớn sau để tạo cho bản thân mình cảm giác tự tin để gặt hái nhiều thành công nhất về sức khỏe thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột dạ dày Sang tháng 7 âm lịch của tuổi Ất Mão trong năm 2023 năm mạng. Xét về mệnh, tháng 7 âm lịch thuộc hành Mộc tương sinh Thủy. Xét về thiên can, tháng 7 âm lịch thuộc canh bình hòa ất. Xét về địa chi, tháng 7 âm lịch thuộc thân tứ tuyệt Mão. Tổng quan tháng 7 năm 2023 âm lịch tháng 7 Ất Mão 1975 năm mạng là tháng cô hồn nên công việc của bạn sẽ bị chững lại, nhưng bạn lại có tin vui từ gia đình đem đến. Về tình cảm, bạn được các thành viên trong gia đình quan tâm nhiều hơn. Tâm trạng bạn cảm thấy thoải mái trong tháng này. Về tiền bạc, tháng này sẽ có đôi phần khó khăn với tài chính của bạn nhưng bạn lại có tin vui từ gia đình. Về phương diện công việc làm ăn, tháng này là tháng mà theo quan niệm của người Việt thì mọi việc đều chậm và không nên triển khai mạnh trong tháng này. Bởi vậy về công việc của bạn sẽ ít hơn. Về sức khỏe thì gia chủ 1975 tháng này sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái. Bước sang tháng 8 âm lịch 2023 của tuổi Ất Mão, Nam Mạng. Xét về mệnh, tháng 8 âm lịch thuộc hành mộc tương sinh thủy. Xét về thiên can, tháng 8 âm lịch thuộc tân, tương phá Ất. Xét về địa chi, tháng 8 âm lịch thuộc dậu, lục xung mão. Tổng quan tháng 8 năm 2023 âm lịch tháng 8 Ất Mão 1975 Nam Mạng, tháng này công việc ổn định, bạn cần tập trung để phát triển nghề nghiệp của mình. Về tình cảm, gia đình có sự thuận hòa, bạn nhận được sự giúp đỡ của người thân, bạn bè. Về tiền bạc tháng này kinh tế có dấu hiệu phát triển, kinh doanh buôn bán thuận lợi, tiền bạc thu vào không ít. Về phương diện công việc làm ăn, công việc đã đi vào ổn định. Nên tập trung vào công việc nhiều hơn để thu gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Về sức khỏe thì ra chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh cũ tái phát. Bước sang tháng 9 âm lịch năm 2023 của nam tuổi Ất Mão. Xét về mệnh, tháng 9 âm lịch thuộc hành thủy, bình hòa thủy. Xét về thiên can, tháng 9 âm lịch thuộc nhâm, tương sinh ất. Xét về địa chi, tháng 9 âm lịch thuộc tất lục hợp mão. Tổng quan tháng 9 năm 2023 âm lịch tháng 9 ất mão 1975 năm mạng, đây là tháng tốt hãy mạnh dạn làm những công việc của bạn đang muốn làm. Vận may lớn sẽ đến với bạn về tình cảm bạn được mọi người hỗ trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình về tiền bạc làm ăn công việc tháng này rất thuận lợi hãy tiếp tục học tập và trau dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất bạn có thể về phương diện công việc làm ăn bạn được đối tác đồng nghiệp đánh giá cao vì sự nhiệt tình và chăm chỉ của bạn hãy giao tiếp với mọi người nhiều hơn để nhận được nhiều sự hỗ trợ công việc nhất từ những người xung quanh về sức khỏe, thì gia chủ 1975 năm mạng tháng này sức khỏe tốt, chỉ chú ý, là đi lại cần cẩn thận, tránh gặp tai nạn, xây sát nhỏ không đáng có. Tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Mão Nam Mạng, năm 2023. Xét về mệnh, tháng 10 âm lịch thuộc hành thủy, bình hòa thủy. Xét về thiên can, tháng 10 âm lịch thuộc quý, tương sinh Ất. Xét về địa chi, tháng 10 âm lịch thuộc hợi, tam hợp Mão. Tổng quan tháng 10 năm 2023 âm lịch tháng 10 Ất Mão 1975 năm mạng công việc làm ăn, kinh doanh buôn bán, đầu tư đều thuận lợi đối với bạn và có nhiều tin vui về gia đình, công việc đưa tới. Về tình cảm, các mối quan hệ gia đình, công việc bạn được củng cố và mọi người xung quanh luôn muốn giúp bạn trong mọi công việc bạn làm. Về tiền bạc, công việc tháng này rất thuận lợi, bạn hãy tập trung toàn lực để phát triển năng lực tài chính của bản thân để thu về khoản tài chính lớn hơn mà bạn dự định từ trước. Về phương diện công việc làm ăn, bạn được mọi người xung quanh giúp đỡ, hỗ trợ bạn nhiệt tình. Bởi vậy trong công việc bạn mạnh dạn đầu tư và làm việc chuyên tâm để phát triển công việc hiện tại của mình được tốt hơn. Về sức khỏe thì gia chủ 1975 nam mạng tháng này sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng do khối lượng công việc nhiều và phải đi lại nhiều. Bạn nên cân đối hài hòa giữa cuộc sống và công việc để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Tháng 11 âm lịch 2023 của tuổi Ất Mão, nam mạng Xét về mệnh, tháng 11 âm lịch thuộc hành kim, tương sinh thủy. Xét về thiên can, tháng 11 âm lịch thuộc giáp, tương sinh ất. Xét về địa chi, tháng 11 âm lịch thuộc tý lục hình mão. Tổng quan tháng 11 năm 2023 âm lịch tháng này bạn khởi động công việc trong thời điểm này rất tốt như làm ăn kinh doanh online, buôn bán hay hoạt động công ty, đầu tư tài chính, kinh doanh bất động sản đều gặp nhiều thuận lợi. Về tình cảm, bạn bắt đầu mở rộng các mối quan hệ của mình và được nhiều sự hỗ trợ từ những người xung quanh về tiền bạc, công việc trong tháng này khá thuận lợi, bạn sẽ gặp nhiều bội thu trong tháng này cũng như gặp nhiều vận may đưa tới về tiền bạc. Về phương diện công việc làm ăn, bạn thấy mình tràn đầy năng lượng để thực thi những dự định và kế hoạch đề ra. Song hành với đó là sự giúp đỡ của mọi người dành cho bạn. Về sức khỏe thì gia chủ 1975 năm mạng, tháng này sức khỏe tốt nhưng cũng nên hài hòa giữa giải trí và công việc để cuộc sống đón nhiều điều tốt đẹp hơn, không nên chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc làm ăn. Tháng này công việc bạn phải đi lại nhiều cần chú ý cẩn thận, dễ gặp tai nạn. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2023, của tuổi Ất Mão, Nam Mạng. Xét về mệnh, tháng 12 âm lịch thuộc hành Kim Thủy. Xét về thiên can, tháng 12 âm lịch thuộc Ất Tương Sinh Ất Xét về địa chi, tháng 12 âm lịch thuộc Sửu, Bình Hòa Mão. Tổng quan tháng 12 năm 2023 âm lịch tháng Chạp cuối năm Ất Mão 1975 năm mạng, bắt đầu công việc khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới. Về tình cảm bạn cảm thấy tự tin và thích giao thiệp bạn bè trong tháng này. Về tiền bạc bạn sẽ được lộc tiền bạc trong nửa cuối tháng này đưa tới. Một tháng nhiều may mắn đến với bạn. Về phương diện công việc làm ăn bạn bắt đầu khởi động công việc của mình và gặp nhiều thuận lợi, được quý nhân giúp đỡ. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý đi xe cộ cẩn thận tránh xây sát nhẹ không đáng có. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi của tuổi Ất Mão, Nam Mạng, những người sinh năm 1975, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định trong năm sắp tới của mình. Chúc các bạn bình an, may mắn, hạnh phúc và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.